Ngày 18 tháng 10, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết vừa xử lý nhiều đối tượng tụ tập tuyên truyền Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Pháp Luân Công trái pháp luật. Cụ thể, ngày 7 tháng 10, tại một nhà trọ ở xã Phước Lâm, Công an phát hiện một nhóm 7 người đang sinh hoạt Hội Thánh của Đức Chúa Trời trái pháp luật. Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ đồ vật, phương tiện có liên quan. Ngày 5 tháng 9, Công an phát hiện NTD, 37 tuổi, ngụ xã Thuận Thành, có hành vi tuyên truyền phát tán tài liệu về Pháp Luân Công trái pháp luật. Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ 24 cuốn sách về Pháp Luân Công. Ngày 15 tháng 7, tại nhà bà DTA, 42 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc, Công an phát hiện hành vi tập trung đông người, tuyên truyền Hội Thánh của Đức Chúa Trời trái pháp luật và cũng đã lập biên bản xử lý.